do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ hôm nay 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông ở Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cấp 2.